Em xin mến chào quý cô chú và các anh chị đã quay trở lại với kênh youtube vlog đường phố của em. Hôm nay là ngày 12 tháng 7, anh Thìn đã chính thức được đi khất thực cùng thầy Minh Tuệ. Trong buổi sáng này, trời Gia Lai có mưa nhưng mọi việc diễn ra rất tốt đẹp và người dân có ý thức, không tập trung quá đông. Anh Thìn và các anh em hỗ trợ đã quay lại những hình ảnh của buổi khất thực này. Nhờ vào sự hỗ trợ từ người dân địa phương và các Phật tử nên việc khất thực của thầy Minh Tuệ diễn ra suôn sẻ. Đáng chú ý là thầy Minh Tuệ đã ẩn tu từ ngày 12 tháng 6 đến hôm nay, đúng tròn một tháng thật là điểm trùng hợp với lúc thầy đi ẩn cư. Mọi người dân được khuyến khích không nên tụ tập đến nhà thầy hoặc nơi thầy ẩn tu. Bởi khi tập trung quá đông, thầy có thể sẽ phải đi ẩn tu nơi khác để tránh sự ồn ào và đảm bảo sự yên tĩnh. Do đó, em hy vọng mọi người nên có ý thức, không tụ tập đông đúc, để thầy có thể tiếp tục khất thực và gieo duyên với người dân. Trong tình hình hiện tại, khi mọi người tập trung quá đông, Thầy sẽ khó tiếp tục hành trình khất thực. Điều này sẽ làm mất đi sự thanh tịnh và ảnh hưởng đến sinh hoạt của thầy. Vì vậy, em mong hãy để mọi việc diễn ra tự nhiên và theo duyên, để thầy Minh Tuệ có thể thực hiện việc khất thực một cách trọn vẹn. Các Phật tử nhìn thấy thầy là rất vui mừng hoan hỷ, chúc thầy nhiều sức khỏe vạn dạm bình an và sớm đắc đạo, cũng mong quý Phật tử không đi theo thầy quá nhiều người để không làm phiền thầy. Em sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật thông tin mới nhất về tình hình của thầy Minh Tuệ. Em xin dành một ít phút cuối cùng cho quảng cáo ạ. À. Các anh chị có nhu cầu mua những sản phẩm tiện ích bên dưới ủng hộ em thì click vào mua ạ. Nhớ áp mã giảm giá ở phần mô tả ạ. À. Em xin cảm ơn. Cuối cùng em xin cảm ơn mọi người. Hẹn mọi người ở video tiếp theo trên kênh Vlog Đường phố của em ạ. À.